Dạ rồi, em xin kính chào quý cô chú bác cùng toàn thể anh chị và các bạn. Em là Thịnh Việt Thương ha. Đây, mọi người nhìn cái tay khuyết tật của em cũng như là hình xăm thì chắc chắn là Thịnh này, không phải fake rồi. Thì để cơ cấu lại đồ đạc á, em thanh lý hai cái món mà em lâu rồi không sử dụng. Trước đây em dùng để thu âm vocal. Thì nay không dùng nữa. Đầu tiên là một con mixer Behringer Zenith 1002FX. FX tức là có echo á, có hiệu ứng á. Mọi người nghe này, âm thanh em đang lấy từ cái con mixer này ha. 1 2 đó. Rồi, con thứ hai là con y như vậy luôn. Behringer Zenith 1202FX. Con này là 1002FX, còn con này là 1202FX. Hai con y hệt nhau, hiệu ứng y như nhau, nhưng mà con là 12 đường, còn con này là 10 đường ha. Đó. Thì nếu như mà quý cô chú bác đang tìm kiếm một cái mixer để ca hát karaoke ở nhà thì chúng ta cứ lượm hai con này, tại vì đây là đồ em xài, em cũng tìm hiểu rất là kỹ rồi. Thì con này á, nó có cái bộ preamp của Behringer rất là hay luôn. Và đặc biệt là những cái con mixer nhỏ khác ấy, thường thì mấy cái EQ hay là mấy cái FX hay là gain gate nó không có tốt đâu, nhưng mà riêng cái dòng Zenith của Behringer này thì lại cực kỳ ok ha. Đó. Đầu tiên là em sẽ test cái EQ. Thì EQ nó có 3 băng này. Trép này. 1 2 6. 1 2 6 ha. Middle trung. 1 2 6. 1 2 6. Bass. 1 2 6. 1 2 6 ha. Thì mọi người mà nếu mà có cái giọng mà nó nhiều bass quá thì chúng ta có thể dùng chức năng low cut, tức là chúng ta bấm vào đây sẽ nó sẽ cắt cái phần bass đi. 1 2 6. 1 2 6 ha. Nhưng mà chúng ta nên để tiếng nó ấm hơn. To nhỏ đó. 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 ha. Đây là gain này. 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Nhưng mà chúng ta vặn to lên á thì tiếng nó bị bể đó ha. Đó. Rồi. Nãy giờ là tiếng khô thì bây giờ em sẽ nói về cái effect hiệu ứng của nó. Thì nó có tới 100 loại hiệu ứng lận. Ở đây như em đây là em xài cái echo tức là delay cộng reverb đó. Thường thì khi mà chúng ta hát karaoke thì chúng ta nên xài echo ha. Còn như em hay thu cho bà xã nhà thì em chỉ xài reverb thôi. Echo này. Vặn lên, vặn em biết đi. 1 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Thì echo thì nó nhái nhái nhái. Nhưng mà quý cô chú bác lớn tuổi thì rất là thích. Còn em thu cho bà xã thì thường là em chọn reverb thôi. 1 2 1 2. Một xíu reverb thôi là được rồi. Rồi, bây giờ đó là cái con mixer này thì đây hả, mọi người có thể cắm nhạc từ TV hay là từ điện thoại, là từ cái đường in này, bông sen này đó. Rồi hoặc là ra dàn âm thanh lớn thì đây như em đang cắm này, left right trái phải, chúng ta cũng có thể đeo phone vào để cắm luôn. Micro thì dùng hai đường này ha. Chúng ta cắm micro có dây hoặc không dây đều được. Nếu như mà chúng ta muốn cắm cái micro mà cần đến nguồn 48V á, cái micro thu âm á, thì chúng ta bật lên. Còn không, micro bình thường thì tắt đi. Rồi. Đó là đi sơ về cái con hai cái con mixer này thì nó y hệt nhau thôi. Con này thì em thanh lý luôn 2 triệu. Con này thì 2 triệu rưỡi ha mọi người. Đó. Em để lâu em cũng không xài. Điện là điện 220 rin hết nha. Không không có cần chuyển điện những điếc gì đâu. Đồ hàng này là em mua bên Nhạc Việt nè. Nhạc Việt ở Sài Gòn á.
Rồi mong mọi người ủng hộ ha. Đó. Con 10 like á, 10 đường á, thì 2 triệu. Con 12 đường thì 2 triệu rưỡi. Con này giá mới tầm 4 triệu, con này thì tầm 3 triệu này.